thơm lắm, ngon lắm. Ai ơi, sao mình ăn mẹ? Con đã nói với mẹ nhiều lần rằng nếu muốn ăn thì phải rửa tay, không vi khuẩn nó sẽ bám lấy. Mẹ phải rửa ít nhất là 20 giây và đủ 60. Mẹ biết rồi, hồ lắm, nói mãi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Con đã nói với mẹ là phải rửa tay ít nhất là 20 giây. Ít nhất thì mẹ cũng phải hát được điệp khúc của Sầu Tím Tiếp Hồng chứ. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì. Tầm này ai còn nghe bài đấy nữa. Đi đâu đấy? Hiệp à, nhà nước giãn cách ly rồi, con cho mẹ đi chợ mua chai nước rửa tay nhá. Cô Kim, cô đi vào đây. Hai người đứng cách xa 2 mét ra. Suốt ngày túm năm túc ba. Ờ, có mua hai người thôi mà cháu. Thế cô không đến mà cháu à? Ừ. Cháu ấy là cháu nghề thằng Nguy con cô nên mọi lần cháu bỏ qua. Nhưng mà lần này là cháu nhất định phải nói. Thôi mà con, bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một chồng, một dàn. Ý mẹ, cô ấy là hàng xóm nhà mình lâu năm. Cô Kim, một tuần cô 5 lần 7 lượt rủ mẹ cháu đi chợ. Không những thế, cô còn rủ mẹ cháu chơi TikTok nữa. Cháu cầu xin cô rủ mẹ cháu đi tập thể dục với. Dạo này mẹ cháu ở nhà ăn nhiều lắm, còn ăn cả phần của cháu ấy. Ơ, cái thằng chó này, mày chơi tao à? Đúng lại. Thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh. Chị à, dạo này em cứ bị đau đầu chóng mặt, tay chân nó cứ yếu yếu thế nào ấy. Chị. Ồ, sức đề kháng của em yếu là vì em không chơi TikTok đó. Thế à? Sức khỏe tinh thần rất quan trọng. Sống hạnh phúc sẽ giúp hệ miễn dịch làm việc hiệu quả hơn mà không cần sử dụng đến bất kỳ loại thuốc nào. Bạn ơi, bạn à. Ơ, cô Kim à? Cô tìm mẹ cháu à? Ừ, cô đi sang để rủ mẹ mày đi tập thể dục với cô. Dạ vâng cô ơi, nhưng mà mẹ cháu dặn là trước khi vào nhà là phải khử khuẩn đã. Ừ đấy, em vào lấy cho cô cái chai Lifebuoy để cô rửa tay. Vâng, thế cô đợi cháu một tí nhá. Few moments later. Rồi. Ôi cô ơi, cô rửa này là không ổn một tí nào đâu cô ạ. Mỗi lần rửa tay ấy là phải ít nhất 20 giây và đủ 6 bước. Cô nhìn cháu hướng dẫn này này. Cô rửa xong rồi, cô vào gặp mẹ mình nhá. Ê, chưa xong cô ạ, cô cứ đứng yên đấy để cháu xịt sát khuẩn đã nhá. Ô, thế cô đã vào được chưa? Cô cứ bình tĩnh. One eternity later. Cháu khử khuẩn xong rồi đấy cô ạ. Cô vào chơi mẹ cháu đi. Kim à, sao bạn đến trễ vậy? Ừ, thằng Nghiệp nó khử khuẩn cho tôi giờ mới xong. Ừ, cẩn tắc vô ưu bạn à. Rửa tay đây là mãi bên nhau bạn nha. Mọi người ơi, mọi người hãy quan tâm đến ông bà và bố mẹ của mình nhiều hơn nhé. Vì người lớn tuổi là nhóm có sức khỏe yếu, có nguy cơ tiến triển bệnh nhanh và nặng khi mắc các bệnh về đường hô hấp, các bệnh lây truyền qua virus. Vậy nên chúng ta phải nhắc nhở người thân của mình thường xuyên rửa tay ít nhất là 20 giây và đủ 6 bước, chăm tập thể dục thể thao, ăn chín, uống sôi, đủ chất và phải sống thật hạnh phúc đó nhé.